Giữa năm 3 cái gì vậy? Giữa năm 3 cái gì vậy? Giữa năm 3 cái gì vậy? Chẳng có ma nào xem. Mặt rồi nó vừa ánh trang điểm xong rồi mình ngứa. Đưa anh khăn lướt vừa, khăn hô. Nó nhìn mặt em, chào anh Nam. Giỏi. Không hiện giỏi đấy. Tim ấy. Hello thằng Lê nhá. Chào Ti Trần nha. Nhuộm tóc không sao ở Cúc Phạm. Hello Nguyễn Tuấn Dung. Các bạn có thích nghe tôi hát không? Tôi hát cho mà nghe. Chuẩn bị lấy mình com chưa đây? Hello Cúc Phạm. Quang Cúc Phạm. Chào Hiếu Quang nha. Cái này là màu tím. Bộ ở phát từ sai file là màu đỏ. Khỏe đẹp trái. Chào bên Hoàng nha. Chào Nguyễn Văn Hoàng. Chào Nhật Huy. Hello Đức Hiệp. Đúng rồi em Nguyễn Tiến Dũng. Chào Nguyễn Văn Hoàng nha. Làm nào quá. Được anh em. Quay quay đây cho anh, cho quay đây. Em quay. Quay đây rồi. Rồi rồi. Thích đào không? Thôi được, đưa anh này. Đào ấy. Thôi được rồi đấy. Em xong. Có ngày đó sẽ chơi nhau. Hello Việt Hoàng. Ờ cũng phải. Chào Nguyễn Hiếu nhá. Mà em muốn bấm cái này để đọc cái này mà em bảo em anh bảo em.
Thu vậy bà. Thu vậy bà. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tôi. Mấy cha ở mấy cho đồng này đi. Đi chuẩn bị đi. Ok, hello, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chơi một cái bài Zemmix bằng bàn phím, ok. À, cô từ tình từ á, cứ quay mặt đây, ok. Đấy, anh Nam anh chơi rồi nhạc thế không? Ok. Quay bàn phím cho anh nhá, để anh chơi nhạc, chơi DJ bằng bàn phím, ok. Từ á chỉ quay bàn phím thôi. Mà tí mày lên màu đi. Không cần. Thôi đùa đấy. Em còn mấy cái giọng nước ngoài mà hát khác rồi nữa. Nguyên thêm mấy kiểu hát rồi nữa. Bánh nó cũng thật. Giờ đầu tư em bao hết M99. Dùng Messi. Thôi không ăn rồi.
khi em qua xấu với loài giòn, cánh tay cô gầy đeo với đôi mắt lồi, chân ngắn và mông quặt queo. Ngồi bên em có lẽ anh giảm hoa mấy năm, bởi vì em quanh giống như trẻ tăng. Chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong mỗi khi gặp nhau sắm không ra. Lại giảm. Lắm mồm. Lắm thằng này to thật. Đi chưa anh? Từ ra để xuất xong hoàn toàn. Cái 1.000 lá bài. Cái video 1.000 lá bài ấy, ít anh xem anh nhỉ? Từ từ xem. Nhà ok, phát 2. Các bạn có thể nghe được tiếng gió thổi rất là mạnh. Đấy, nó thổi hướng này. Và chúng tôi sẽ áp dụng cái đường gió để chúng tôi bắn. Cho họ thấy mày được xong. Ok, bây giờ sẽ... Hello, Bùi Quốc Cường nhá. Chào Thắng Lê nhá. Tí anh em nào ở bên con không nhỉ? Cảm ơn Nguyễn Huy Phương nhá. Chào Việt Hoàng nhá. Chào ông Nguyễn Việt Cường nhá. Chào Nguyễn Hậu nhá. Nhật Huy. Bây giờ chung anh nào. Súng để anh treo trên kia, chú cứ lấy súng cho mình nhỉ. Cất súng đây, cất đây. Súng để treo làm đẹp cũng cứ lấy ra bằng. Đấy là để treo để cho đẹp chứ không phải để bán. Chứ chào rồi, làm sao anh nói. Lấy sạc thì mấy trăm nghìn đấy. Đủ đùa. Đấy, từ từ đây, quay cái mặt này nè. Cho các bạn xem lúc tôi phi bài, các bạn hôm qua hình như là chưa xem hết cái đoạn này, nhìn được phi này. Xem lại đoạn phi bài nhá. Hello room back fan. Đi chưa anh? Xuất phát rồi. Hôm đấy đúng nắng, phi phê rồi.
đen ta tên. Góp được trắng bao nhiêu thì ngày đấy phải đen bao nhiêu. Nhờ tiến hạ thái bình nhá. Vũ Trường Dương. Chào Vũ Trường Dương. Ti Trần hay chuẩn bị lên Thái Bình, mình còn chơi. Ủa nha, đi Vincom đi, bye bye nha. Có người gọi anh kìa.